Thưa bà con nông dân và các bạn, để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng xuất khẩu trái cây, những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, mà nổi bật là việc tổ chức sản xuất theo quy trình thực hiện nông nghiệp tốt GAP. Trong đó thì có mô hình sản xuất sầu riêng chất lượng cao theo hướng Việt GAP. Trong chương trình nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, chúng tôi sẽ có vài ghi nhận về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Sầu riêng là loại cây ăn trái xứ nhiệt đới được trồng phổ biến ở Nam Bộ với diện tích trên 18.000 hecta, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 10.000 hecta và được trồng nhiều ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, thành phố Cần Thơ. Riêng tỉnh Tiền Giang là nơi trồng sầu riêng nhiều nhất vùng với diện tích gần 7.000 hecta và được trồng chuyên canh tập trung ở một số xã của huyện Cai Lậy như Ngũ Hiệp, Tam Bình, Long Trung, Long Tiên, Long Khánh với nhiều giống ngon nổi tiếng như mon thon, ri sáo, sữa hạt lép, chín quá, hạt lép chuồng bò. Do đây là loại cây ăn trái đặc sản có giá trị kinh tế cao và thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nơi đây, nên chiến lược của tỉnh Tiền Giang là đưa sầu riêng trở thành loại cây ăn trái chủ lực trong phát triển kinh tế vườn. Đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh sầu riêng chất lượng cao ở một số xã của huyện Cai Lậy có truyền thống trồng loại cây ăn trái này như Ngũ Hiệp, Tam Bình. Với định hướng phát triển cây ăn trái của tỉnh, diện tích sầu riêng ở huyện Cai Lậy trong khoảng thời gian 7-8 năm gần đây không ngừng gia tăng. Chỉ tính riêng xã Tam Bình đã phát triển đến trên 2.400 hecta và cây sầu riêng đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác và phát triển tiềm năng của cây sầu riêng vẫn chưa được như mong muốn. Nguyên nhân chính vẫn là do nông dân trồng manh mún, chất lượng trái chưa cao, mẫu mã không đồng đều và thiếu ổn định. Phần lớn diện tích sầu riêng hiện có ở địa phương cũng chỉ được trồng theo từng hộ với quy trình kỹ thuật truyền thống, năng suất thấp, chi phí sản xuất cao, thiếu an toàn. Nhất là chưa có sự kết hợp chặt với thị trường nên đầu ra thường bấp bênh, nhà vườn còn phải chịu nhiều rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, vấn đề đáng lo nhất là sự biến động về giá cả và diễn biến phức tạp của sâu bệnh ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất của bà con. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp địa phương đã quy hoạch lại vùng sản xuất, tạo điều kiện giúp bà con nông dân canh tác sầu riêng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn, như phối hợp với ngành chức năng và các nhà chuyên môn xây dựng các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ, tập trung đầu tư hỗ trợ cho nông dân trồng sầu riêng theo hướng an toàn, tổ chức lại sản xuất theo xu thế hợp tác liên kết. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Cai Lậy hiện tại là mình đã có được cái hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp đã được chứng nhận Việt GAP hồi năm 2013. Và năm nay thì tiếp tục là thực hiện ở mỗi một xã như vậy là một cái tổ hợp tác sản xuất về cái mô hình Việt GAP nhằm để giúp nhờ cho bà con áp dụng. Về mặt kỹ thuật thì mình tập huấn cái quy trình trồng như thế nào rồi xử lý thuốc bón đúng. Trước tiên là giúp cho bà con giảm được cái chi phí. Thứ hai là tạo ra những sản phẩm tốt, tặng sản phẩm an toàn sạch bệnh. Cũng như nhiều loại nông sản khác, để nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng trên thị trường thì nhất thiết phải sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt GAP. Đến nay, chương trình này đã được triển khai thực hiện ở những địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn của huyện Cai Lậy. Theo đó, ngành nông nghiệp địa phương đã chủ động phối hợp với viện trường và ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn cho các tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã trồng sầu riêng, tổ chức sản xuất sầu riêng theo quy trình Việt GAP. Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, đến nay bà con trồng sầu riêng nơi đây bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Phòng nông nghiệp là tổ chức là ra cái tổ hợp tác rồi đưa nông dân làm theo tập trung, làm theo một cái quy trình chung. Bên cạnh đó là nhà nước hỗ trợ là tiếp cận những cái khoa học kỹ thuật là tốt hơn, làm cho nó năng suất nó cao hơn. Gần đây tới nữa là vô cái tổ Việt GAP chúng tôi thì là thấy là nó đạt hơn nữa, hiệu quả năng suất cao hơn và tốt hơn. Trước nay thì nói chung thì nông dân mình sản xuất thì chủ yếu làm sao thì nó có nhiều cái sản phẩm để bán ra ngoài thị trường là cái quan tâm của nông dân. Chứ còn về chất lượng mẫu mã này kia thì đa số người dân chưa quan tâm lắm. Tuy nhiên là hiện tại trong thời gian vừa qua thì chỗ xã cũng có được hỗ trợ là áp dụng là cái quy trình sản xuất theo quy chuẩn cái tiêu chuẩn Việt GAP. Nói chung thì sản xuất theo Việt GAP thì
So với cái sản xuất mà tập quán trước đây của người dân thì có nhiều cái bước khác hơn. Tức là trong đó cái quy trình kỹ thuật, rồi kể cả cái khâu xử lý thuốc, phân bón, rồi giữ vệ sinh môi trường, các thứ thì nói chung là mình làm theo quy trình thì nó đảm bảo về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đảm bảo sức khỏe cho cái người sản xuất, người mà tiêu thụ, người ta sử dụng sản phẩm thì nó đảm bảo an toàn hơn. Thì Việt Gáp mang hiệu quả là rất là rõ ràng cho bà con. Hiện nay thì không có gì thay đổi, thì theo cái lộ trình thì năm 2020 thì Tam Bình sẽ cố gắng thực hiện là khoảng là 1/4 diện tích xã, tức là khoảng trên dưới là 400 hectare là sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Trồng sầu riêng chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí vệ sinh, an toàn thực phẩm. Để đảm bảo được điều đó, yêu cầu nhà vườn phải áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, xuyên suốt quá trình chăm sóc và bảo vệ cây trồng trước sự tấn công của các đối tượng dịch hại, cho đến khi thu hoạch, nhằm bảo vệ tốt sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sinh thái. Theo Việt Gáp, xử lý trái nó ra đạt hơn, rồi xịt thuốc có kiểm soát, có ghi chép hẳn hoi. Về mặt phân bón thì tôi thấy thì cũng xài, theo tôi xài thì tôi thấy cũng giải định kỳ này kia, là phân bón rồi này kia thì thấy cũng dễ dàng hơn. Nếu chúng ta thực hiện theo đúng quy trình của Việt Gáp thì tôi thấy không khó, đạt năng suất rất cao. Cái xu hướng là mình phải sản xuất theo hướng hàng hóa, mà phải có sản xuất theo hướng hàng hóa thì phải có cái liên kết. Mà muốn liên kết thì phải có các cái tổ hợp tác. Cho nên mình có tập trung đầu tư vào các cái tổ hợp tác này. Đây là những cái nơi mà tiếp cận các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và đặc biệt là hướng dẫn cho bà con xử lý cái biện pháp xử lý sầu riêng rã dụ để nhằm giúp tăng cái thu nhập. Họ sẽ nắm được tất cả những các cái quy trình và các cái bảo vệ an toàn sức khỏe cho họ và cho cộng đồng, và đặc biệt nữa đó là họ sẽ tạo ra được một cái sản phẩm rất là an toàn về sạch bệnh, về cho người tiêu dùng. Do xác định cây sầu riêng là đối tượng cây ăn trái đặc sản chủ lực trong phát triển kinh tế vườn, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập, nên ngành nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang đã mạnh dạn khuyến cáo nhà vườn nên thay thế những giống sầu riêng kém chất lượng như khổ hoa vàng, khổ hoa xanh bằng các giống có chất lượng cao với nhiều ưu điểm, cơm dày, hạt lép, phẩm chất ngon như ri sáo, chuồng bò, mon thon. Nhờ vậy mà hiện nay giống sầu riêng chất lượng cao đã chiếm diện tích đến trên 95% diện tích dùng chuyên canh. Đồng thời, hướng dẫn nhà vườn áp dụng những kỹ thuật canh tác mới, ưu việt hơn như trồng với mật độ thích hợp, tỉa cành tạo tán, bón phân cân đối. Nhờ vậy đã giúp cho sầu riêng gia tăng đáng kể năng suất và chất lượng như trái to, mẫu mã đẹp và ngon hơn. Cái chương trình mà làm Việt Gáp thì làm ăn đâu đó thì nó có cái quy trình chung, làm đồng loạt và phun thuốc bón phân gì nó cũng phải có theo cái quy cách, cái quy trình của ở trên đưa xuống. Cái thứ hai nữa là anh được cái lợi nhuận so với cái bình thường hồi trước giờ mình chưa làm thì nó tốt hơn nhiều. Tổ hợp tác ở đây thì hàng tháng coi như là có tổ chức là họp định kỳ hết, bà con gom lại là trong tổ viên với nhau là để bàn tán nên rải phân gì, xịt cái thuốc gì cho thuận lợi. Bên cạnh đó cũng còn cái có cái trung tâm khuyến nông hoặc là cái phòng nông nghiệp á, người ta hỗ trợ cái thuốc nào xài trong danh mục, thuốc nào là không được nằm trong danh mục mà nhà nước không cho phép thì mình loại trừ ra sử dụng theo một cái quy trình riêng của thì thử cái năng suất nó được tương đối ổn định hơn so với trước đây mình làm theo kiểu truyền thống của mình. Mà trái cây mình sản xuất ra là nó được cái chất lượng, mà sản phẩm mình là làm là an toàn cho người sử dụng mà cái người tiêu dùng luôn. Cái kỹ thuật sản xuất này kia, kỹ thuật mà canh tác này kia thì nói chung là bà con mình trước đây thì nói chung mảnh ai nấy làm. Nhưng mà khi vô làm đối tác rồi thì có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật về cái quy trình sản xuất thì nói chung nhân dân rất là thống nhất với nhau. Tức là về xử lý kỹ thuật này kia thì nói chung là nhân dân là trước hết là có lợi về mặt là nâng cao cái trình độ sản xuất lên. Cái đề thứ hai nữa thì trong quá trình sản xuất thì có được đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và đồng thời sản phẩm mình được bao tiêu đầu ra, do vậy về mặt hiệu quả sản xuất và cái lợi nhuận của người tham gia tổ hợp tác thì nó có nâng lên. Cùng với việc sản xuất theo hướng gáp, cây lậy còn ngày càng chú ý hơn đến việc sản xuất sầu riêng tập trung để có sản lượng hàng hóa lớn. Tổ chức cho các nhà vườn liên kết với nhau trong việc xây dựng lịch thời vụ chung và thực hiện cùng một quy trình sản xuất thống nhất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng nhất để bán được giá cao, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nhà vườn. Từng bước liên kết với thương lái, doanh nghiệp để giảm bớt những khó khăn và thiệt thòi cho bà con nông dân trong khâu tiêu thụ.
Tổ Việt Gáp vậy thì tôi thấy nó có cái là làm có cái tập thể, cái quy trình chung. Ví dụ như xử lý vấn đề là nước nôi, rồi nó liên kết với nhau vậy là mình xiết nước được nó cũng dễ. Sau này khi mà mình sản phẩm mình đã có lượng hàng hóa mà để mà dễ mua bán hơn. Làm theo Việt Gáp thì nó có cái năng suất cao, trái nó ổn định hơn, mẫu mã đẹp hơn. Mình có nguồn hàng ổn định để cung cấp cho thị trường lớn. Có bước đầu thương lái nó tới đây nó mua. Mua là cái giá cả ổn định. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất sầu riêng theo hướng gáp đã giúp bà con nhà vườn tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất mà năng suất và chất lượng vẫn được nâng lên. Đặc biệt, giá bán cao hơn so với sầu riêng thường từ 5 đến 10 ngàn đồng một ký. Cán bộ nông nghiệp của huyện, rồi là cán bộ khuyến nông, rồi cán bộ của bảo vệ thực vật xuống để áp dụng cho cái vấn đề mà canh tác mà bón đúng đó. Thì chúng tôi áp dụng theo cái khoa học làm thấy nó có hiệu quả cao hơn so với mọi năm. Cái bình quân á, thì nó khoảng 1 tấn rưỡi cho trên 1 công, có nghĩa là 15 tấn cho 1 hectare đó. Bán hàng năm á, thì nó nằm cái giá cũng khoảng 30 ngàn, có khi cũng 40 ngàn cũng không chừng. Nó thì như vậy thì 1 công đất bán có nghĩa là phải từ giá 45 triệu. Đó, thì như 1 hectare bán cũng phải cỡ 400 trở lên. Khi mà tham gia tổ hợp tác trước hết là thống nhất quy trình sản xuất. Cái hai nữa thì cái hiệu quả đem lại thì nói chung là bước đầu thì rất là tốt. Cái năng suất thì có tăng hơn. Và cái hiệu quả kinh tế do mình sản xuất đúng quy trình, do đó thì cái chi phí đầu vào, chi phí sản xuất mình nó giảm xuống. Và do vậy thì cái lợi trước mắt người dân là ở cái phần đó. Còn về giá cả hiện nay thì do có được bao tiêu sản phẩm thì hiện nay thì cái đơn vị mà thu mua thì cam kết thu mua là cái sản phẩm sản xuất theo quy trình Việt Gáp cao hơn là từ 8 đến 10% so với giá thị trường. Tức là hiện nay thì dù giá sầu riêng 100 ngàn thì anh mua có thể 105, 108 ngàn đồng một ký. Thì nói chung là với số lượng này thì bà con cũng có cải thiện một phần về mặt thu nhập, nói chung cũng có tăng lên. Tiềm năng và cơ hội tiêu thụ trái cây của Việt Nam là khá lớn. Tuy nhiên, để có thể hội nhập vào thị trường thế giới thì một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với trái cây nói chung và sầu riêng nói riêng phải đạt được tiêu chuẩn GAP. Vì chỉ có như vậy thì chúng mới có thể có được thị trường tiêu thụ ổn định với giá cao, gia tăng thu nhập cho nhà vườn. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chương trình nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.